hôm nay thì nào Ngọc Lan cũng có lộc cho anh hết đấy. Ra đầu đường mà uống bia nhé. Ngọc Lan sởi lời. Rồi thế nào mà trời trả cho? Nấm à? Ngọc Lan này. Hả? Khi nào lên voi nhớ đến anh một tí nhé. Quả này mà Ngọc Lan chăn được gái chỉ có lên voi chứ không có xuống chó đâu nhé. Anh này. Hả? Có cần anh đến đón không? Thôi không cần. Thằng này ga lăng lắm. Xe xịn, đô nhét chật cứng đít quần. Nó sẽ đưa Ngọc Lan về tận nhà. Cho nó biết nhà rồi à? Về nhà nó chứ. Này, cẩn thận không có vỡ mật đấy nhá. Nó có vỡ thì vỡ, chứ em làm gì còn mật mà vỡ. Chào Ngọc Lan. Chào Ngọc Lan sao thế? Ngọc Lan chuẩn bị tập ballet để biểu diễn thì bị ngã đau ơi là đau ấy. Nhưng mà cứ nghĩ đến sắp được gặp David nên Ngọc Lan hết đau luôn. Ôi, sao hôm nay trông David nuột thế mà đẹp thế? Ngọc Lan hôm nay cũng rất rất đẹp. Xin mời. Ngọc Lan cảm ơn. Xin mời. Trong Ngọc Lan, hôm nay không được khỏe như lần trước anh gặp em ở vũ trường. Ngọc Lan đau đầu lắm. Đau đầu ý. Ngọc Lan hay phải suy nghĩ, hay nghĩ đến David lắm. Những kỷ niệm của hai đứa chúng mình cứ trỗi dậy từng đêm, làm cho Ngọc Lan không sao ngủ được. Ôi Ngọc Lan, làm anh cảm động quá. Chị ạ. Em ơi, cho chị một đĩa khoai tây nhá. Và một chai XO nữa. Vâng ạ. Nhanh nhanh lên một tí. Thằng này nó tây tây, chị còn cư được nhá. Chị yên tâm. Ôi David, em nhớ anh đến cồn càng. Tôi cũng nhớ Ngọc Lan lắm. Ngọc Lan đang rất cần David che chở. Ngọc Lan nhỏ bé, lại yếu đuối. Ngọc Lan rất cần tình yêu. Ngọc Lan muốn... Ngọc Lan muốn gì? Kính nơi, đình lại. Ngọc Lan chả ngại gì đâu. Ngọc Lan ấy là cứ nói thẳng. Ngọc Lan muốn kết hôn với David. Ngọc Lan nói thật đấy chứ. Đây là chuyện nghiêm túc. Ngọc Lan không bao giờ biết đùa. David nghĩ thế nào? Này, định bùng chứ gì? Ngọc Lan, cho phép anh nói thật nhé. Ok, cứ nói đi. Nếu Ngọc Lan thích thì David để xin chịu. Ôi, David, anh thật là perfect. Nhưng mà trước tiên, anh phải giúp cho em hai việc. Hai việc nhỏ thôi, nhưng điều đó để chứng tỏ anh yêu em, có được không hả David? David sẵn sàng làm tất cả vì em. David, em bị viêm xoang này. Muốn đi du lịch ra nước ngoài để hít thở không khí trong lành. Chứ đường ở Việt Nam bụi bặm và bẩn thỉu lắm. David, anh có giúp em được không? Chuyện vật sức khỏe của Ngọc Lan là trên hết. Ôi, thank you David. Nhưng mà Ngọc Lan muốn yêu cầu David một lần nữa. Ngọc Lan là diễn viên múa. Diễn viên múa vở ballet chết thế này này. À quên, đi nhà chết. Nhà Ngọc Lan thì bé quá, không thể nào mà tập múa được. Cho nên là có khi David mua cho Ngọc Lan một cái villa ấy, biệt thự ấy, biệt thự to này này, để cho Ngọc Lan được tập múa nhá. David, đồng ý đi. Nhưng anh không có đủ tiền. Anh sợ việc này hơi khó. Không có thì đi vay hay là mua trả góp. Thiếu gì cách. David đừng có rắn quá như thế.
Ngọc Lan không thích cái loại đàn ông chắt lép với phụ nữ như thế đâu. Mà hơn nữa, Ngọc Lan lại là một nghệ sĩ múa ba lê. Anh nói thật, anh không có nhiều tiền. Không có nhiều tiền à? Không có nhiều tiền thì phắn. Đây là dòng dõi quý tộc, chứ không phải là cái loại vớ vẩn nhá. Đây ý, sẽ đi chăn thằng khác. David. Chào. Kia nó ta. Em định bỏ anh thật sao? Goodbye. Vậy anh sẽ mua nhà cho em. Ôi David, em yêu anh quá. Và rồi, giấy chứng nhận kết hôn số 54 ký ngày 27 tháng 1 năm 1991 đã công nhận cuộc hôn nhân của David và Ngọc Lan. Hai đứa con riêng của Ngọc Lan sống với chồng cũ. Còn Ngọc Lan, từ một cô gái nhảy khét tiếng ở các vũ trường, bỗng chốc trở thành một bà hoàng. Này, đừng có mà đùa nhá. Đây là Ngọc Lan vợ David, đừng đùa thế nhá. Đêm nay à, không đi được rồi. Có phi vụ khác rồi. Em đi đi đâu á? Em đi loang quang ngoài đường một tí cho nó mát. Ở trong nhà nhiều bí bách lắm. Mà này, David dạo này tra hỏi em hơi nhiều đấy. Anh muốn em ở nhà, đến đây vũ trường nữa. Tôi đến vũ trường không phải là để nhảy, mà là để gặp một số người nước ngoài khác đến thuê nhà. Tôi đang định đầu tư vào lĩnh vực đấy. Sao anh hỏi nhiều thế? Tôi không cần em phải kiếm tiền. Nhưng tôi cần tiền, và cần cả những thằng đàn ông khác nữa. Em là vợ tôi. Em nói thế không tốt. Thế nào là tốt hả? Tao mà phải để cho mày dạy khôn tao. Tao còn có hai đứa con, tao cần tiền để nuôi chúng nó. Ngọc Lan, cô không được nơi láo, cô phải ở nhà. Tao cứ đi đấy, mày làm gì được tao? Mày thử vào đây xem, tao lánh cho mày một phát nhá, là mày hết đường về quê mẹ luôn nhá. Bỏ ra. Tao bảo mày bỏ ra. Tao nói cho mày biết, tất cả bọn đàn ông ở trên vũ trường đều mê tao, bởi vì tao là vũ nữ đẹp nhất. Biết điều thì đi ngủ đi, bé ngoan nhá. Bye bye. Em phải ở nhà. Tôi không ở nhà. Bỏ tay ra. Không bỏ tay ra là tôi cắn đấy nhá. Cùng với việc tấn công David một cách dã man, Ngọc Lan đã đập tất cả các cửa sổ của ngôi nhà, cũng như gương, tivi, đồ dùng và rất nhiều vật dụng khác. David vô cùng ngạc nhiên và tự hỏi, tại sao Ngọc Lan trông gầy gò mà lại khỏe đến thế? Chào nữ hoàng. Trời ơi, sao mà lâu thế? Có việc gì mà gọi anh đến cấp tốc thế? Em vừa quại cho thằng đấy một trận xong. Tử tế thì không muốn, cứ thích ăn đòn cơ. David hiền lành thế, em còn muốn gì nữa? Thế tại sao lại đánh nó? Láo là phải đánh. Dạy con từ thủa còn thơ, dạy chồng từ thủa bơ vơ mới về. Bây giờ không bảo được ý, với sao nó nhờn? Nó đưa em đi Úc, xong lại mua cho em một cái biệt thự 400 mét đất. Em sướng quá còn hành hạ nó làm gì nữa? Nhưng ai bảo nó bật lại em? Mà kể ra em cũng hơi bị khỏe đấy nhá. Em tát cho nó hai phát, mổ cho nó ba cái mũi vào đầu. Lúc nó đang choáng váng, em nhảy lên trên bụng nó, lắc cho nó 4 phát nữa. Tổng cộng là 9 phát. Thế là nó đứa đầu đừ luôn anh ạ. Làm sao mà em dã man thế? Thế bây giờ gọi anh đến để đánh nó tiếp đúng không? Không, em nhờ anh việc khác. Em đã hẹn với cả hai thằng Ả Rập Xê Út ở vũ trường. Cuối buổi lại còn phải tiếp xúc với cả bọn Israel nữa. Không đi không được. Thế bây giờ em muốn anh làm gì? Em muốn anh vào băng bó vết thương cho nó, rồi phân tích cho nó hiểu là lần sau ấy đừng có động vào con này nhá. Dây vào em ấy, em sẽ đánh cho nó lên bờ xuống ruộng đấy. Cầm lấy lo liệu cho nó nhá. Taxi đến rồi, em đi đây. David, sao anh về
À, có ông anh họ đến chơi mà. Chào anh. Giới thiệu với anh, đây là chồng của em ạ. Đáng chướng mày về là tao cút cả hứng. Anh ta nói gì? Tôi không nghe rõ. Không, anh ta nói là David rất là đẹp trai, lại còn dễ thương nữa. Ngọc Lan, em điều nó đi chơi chỗ khác cho anh được không? Ok. David, anh lên trên gác gọi điện cho Kholosov xem là cái thủ tục đi châu Âu của chúng mình đã được chưa nhá. Lạc này được không? Không, không được cãi lời tôi. Đi ngay bây giờ cơ. Nhưng mà... David, có nhớ trận đòn hôm nọ không? Có nhá. Đấy, cứ phải ngoan như thế. Ai nỡ tẩn làm gì cơ chứ. Ôi giời. Nào, anh thấy em điều trị thằng này có được không? Ôi giời, quá được. Sao bảo nó đi đến đêm mới về mà. Nào ai biết, tự dưng nó mò về. Ôi giời. Thôi được rồi, em đền cho. Chúng mình đi chỗ khác nhá. Ở nhà tự ăn tự uống nhá. Tôi đi qua đêm với ông anh họ của tôi, mai về. Đi anh. Nếu là không phải là anh họ, em nói rồi. David, đừng có giở trò với tôi. Anh cứ ra trước đi, để em tâm sự với thằng này một tí đã nhá. Chào nhá. David, tao tưởng mày biết ngay lời. Hóa ra mày là một người không biết điều. Thế thì hôm nay, lại một lần nữa, tao phải cho mày biết thế nào là sức mạnh của Ngọc Lan nhá. Nếu có đánh tôi sẽ bảo công an. Tùy thôi. Mày có biết cái này là cái gì không? Cài lâu nha. Trước khi mày đi báo công an, tao phải oánh mày cái đã. David, tao sẽ ly dị với mày. Không sớm thì muộn, mày sẽ phải cút khỏi cái ngôi nhà này cho khuất mắt tao. Tại sao cô lại đối xử với tôi như thế? Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi cũng không biết. Ngọc Lan rất khỏe. Cô ấy bảo nếu anh còn định tiếp tục làm trái ý cô ấy thì cô ấy còn đánh anh nữa đấy. Tôi đã rất thích tệ với cô ấy. Tôi đưa cho cô ấy đi du lịch, mua bán ngôi nhà cho cô ấy. Nhưng có thể đối với cô ấy, từng ấy là vẫn chưa đủ. Sao cô ấy tham lam thế? Cô ấy muốn gì nữa? Chịu. À, tôi nghe nói hình như Ngọc Lan đã cắt hết điện nước và muốn đuổi anh ra khỏi ngôi nhà này đúng không? Vâng, tôi rất lo lắng. Hay là anh nhờ công an can thiệp giúp đỡ? Không được đâu, cô ấy sẽ lại đánh tôi thế này. Anh giúp tôi được không? Nói thật với David, tôi sợ Ngọc Lan cũng không kém gì anh. Cô ấy là một cô gái quá mạnh mẽ, quá ghê gớm. Tôi chưa bao giờ gặp tình hình sau như thế này. David đã lâm vào tình trạng choáng váng vì cô vợ quá hoàn hảo của mình. Tai họa cứ liên tiếp đổ ụp xuống đầu chàng trai người anh tội nghiệp. Tháng 1 năm 1998, David bị buộc rời khỏi căn nhà của mình, ra đi với hai bàn tay trắng. Nếu không, Ngọc Lan sẽ liên tiếp dùng bạo lực tấn công anh. David đã thực sự gặp ác mộng. Chỉ trong chớp mắt, từ chỗ là vợ chồng, họ trở thành kẻ thù của nhau. David đã từng có 3 ngôi nhà ở Hà Nội, nhưng giờ đây anh ta trở thành kẻ lang thang. Còn Ngọc Lan tay không bắt được nhà và vẫn mạnh khỏe để đi tìm chàng David khác. Vân nghĩ rằng hình ảnh của Ngọc Lan chắc là cũng gây ấn tượng đối với chị. Chị cảm thấy như thế nào ạ? Vâng, tôi đang lặng người đi vì thán phục. Bởi vì nhân vật ở trên kia đã dám làm những điều mà chúng ta cũng không dám nghĩ đến. Trước đây thì đa số các báo thường hay nói đến hiện tượng là đàn ông đánh vợ. Và bây giờ mới có một người phụ nữ dám vùng lên. Chỉ tiếc rằng là hình như cô ấy đánh nhầm vào người lương thiện.